Good evening. Kính chào quý vị. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Cảm ơn Chúa là tôi có cơ hội trở lại Portland một lần nữa. Praise the Lord that I have once again an opportunity to come back to Portland, Oregon. Tháng 3 tôi có mặt ở Portland đi chia sẻ ở hội thánh của một sư năng, một sư thật nữa. In March I was able to share the word of God at Pastor Nang's church, Bible church, and then at Grace Church with Mục sư Thạch. And here I'm at again. Tôi đây một lần nữa với quý vị. Are you trying to get me to move here? Quý vị muốn tôi dọn tới đây luôn sao? No, no. I know some of you start praying. Amen. I want to thank you for the love I receive here. Cảm ơn Chúa vì cái tình yêu thương mà quý vị đã ưu đãi với tôi những ngày hôm qua, ngày nay. And all of my friends here. Tôi thấy nhìn lại rất nhiều người bạn rất là thân của tôi ở đây. You know, I see my friend Pastor Zhang. I have a special place in my heart for him. Tôi thấy nhất là Mục sư Trang, tôi có một cái chỗ đặc biệt dành riêng cho ông trong lòng của tôi. Because he was crazy enough to let a young guy like me into his pulpit one time. Tại vì ông là một sư mà can đảm đủ để có một cái cho một cái chàng trai hơi điên cuồng đấy đến trong cái tòa giảng của ông. And just everybody just had a great time and it just messed up his church. Và tất cả in a good way. Mọi người đều hưởng ứng và làm cái hội thánh ông xáo trộn, nhưng mà xáo trộn trong sự tốt đẹp chứ mà là không. Amen. And so I know many of you here, and if I call out your name, there's going to be somebody I miss, and then they're going to get offended at me. I don't want that, okay? So greetings to you. Nếu mà tôi điểm danh từng người thì tôi sẽ sót một người đó sẽ phật lòng thôi. Tôi làm ơn tôi chào tất cả mọi người, tổng chào một cái nha. You know, I want to thank all of the sponsor team. Thầy Nguyên, it's good to see you again. Cảm ơn Chúa những người mà đã có chương trình hôm nay. Cảm ơn gặp lại thầy Thiên rất là vui. And also Pastor Stephen. Mục sư Hợp nữa. For calling me and asking me to pray if I would come. Và gọi điện thoại và họ nhờ tôi cầu nguyện đi coi thì Chúa có kêu gọi ông tới vùng này lần nữa hay không. And I prayed and the Lord wanted me to come, so here I am. Tôi cầu nguyện Chúa nói rằng ta muốn con tới đây và hiện tôi ở đây với quý vị. But this time I didn't come alone. Nhưng mà lần này tôi không đến một cách cô đơn. You know, a young brother felt led to bring my wife and my three daughters up here. So he bought the airline ticket for them to come. Có một người trẻ tuổi trong vòng mà quý vị đã cảm động khi nghe tôi tới đây thì cũng bỏ tiền ra mua vé cho nhà tôi và ba đứa con gái của tôi tới nữa. So my wife Lou is here. Bà xã tôi. Honey, Lou. Can you stand up? Đó là bà xã của tôi. And my three daughters, Luciana, Liliana, and Loriana. Ba đứa gái, Luciana, Liliana, and Loriana, ba đứa gái của tôi. So 9, 6 và 3 tuổi. 11, 8, and 5. Sorry, stop. Okay, what is that? That was a while ago then, huh? Thank you for supporting me, and girls, daddy loves you. Cảm ơn Chúa đã cho em hầu Tuấn Anh và bà thương mấy con lắm nha. I know some of you who have young boys for sons. Tôi biết một số anh chị em có con trai ở trong nhà của mình. Đang trẻ muốn làm suya phải không? So you're young, you want to be my, you want to hook up or something. I want to tell you Jesus is coming back before they get married. Tôi nói với quý vị rằng Chúa sẽ đến trước khi tụi nó lập gia đình đó nha. Please. At least I'm mong như vậy. You know, I really fasted and prayed for this conference. Tôi đã kiêng ăn và cầu nguyện nhiều cho hội đồng này. And if some of you have ever heard me, I get kind of loud. Và quý vị nếu mà bây giờ nghe tôi giảng thì tôi giảng thì có hơi lớn tiếng đó nghe. You know, I came today, this week. Tuần này tôi đến đây. Is because I want to impart something to you that you would be able to take home. Tôi muốn trao đến một cái quý vị một cái gì đó để quý vị có thể đem về nhà được. I want to tell you that I'm going to attempt to really give you some deep things in the Lord tonight. Tôi muốn tạo cho cơ hội quý vị một cái những cái gì sâu nhiệm trong Chúa trong cuối tuần này. Because it's not enough just to be called a Christian. Tại vì nó không có vỏn vẹn đủ để chúng ta được gọi danh là một người tín đồ. It's not enough just to look good. Chứ không phải là chúng ta ngó bảnh trai là đủ rồi.
And it's okay to look good. Không phải phải là sai đẹp trai là tốt nhưng mà gì hết. But I don't want people to just look good. Nhưng mà tôi không muốn quý vị có vẻ bảnh là đủ. When I'm in trouble, I need someone with some power. Nhưng mà khi mà tôi mà rơi vào cái nan đề, tôi cần một những người nào có quyền năng đến với tôi. I need someone to tell me that the Jesus they serve is the true and only living God. Tôi muốn một người nào đó nói về cái Jesus Christ mà họ phục vụ đó là đấng duy nhất, đấng toàn vẹn ở trong chúng ta. I don't want to hear flowery words. Tôi không muốn nghe những cái lời phong hoa đẹp đẽ đó. I know I want someone to be able to get on their knees and get a hold of heaven. Tôi muốn một người nào quỳ gối xuống và nắm được then chốt của thiên đàng. I want people that come into my life that be able to walk in through the room and be able to change the atmosphere. Tôi muốn được gặp những người nào mà khi mà bước vào cái phòng thì cái bầu trời không khí được thay đổi. When I was in Brazil in April. Khi mà tôi tới Brazil trong mùa tháng 4 vừa rồi. I was invited to do a wedding ceremony for a Brazilian daughter of a from family friends of mine that live there. Tôi được mời để làm đám cưới của một người Brazilian, người con của ông ta đang ở đó. In 2012 I came there and I gave a prophetic word to their daughter and it changed her life. Năm 2012 tôi đến đó và tôi có một cái lời nói Chúa phán một lời nói tiên tri với đời sống của em đó và đời sống của em đó được thay đổi. When I got there, their grandfather, who is 81 years old. Khi tôi đến tới đó thì là người ông trong gia đình lúc đó là 81 tuổi. They've been praying for him for 40-50 years to become a Christian. Họ đã bắt đầu cầu nguyện cho ông này 40-50 năm rồi để cho ông trở thành một tín đồ. When I met him, he was on oxygen. Khi mà tôi gặp ông thì lúc đó ông phải thở oxy mới được. And he was not able to go to the wedding. Ông ta rất tiếc là không đi đến được cái đám cưới. This happened in April. Ở đây trong tháng 4 nha. He could not walk. Ông ta đi không được. And they say, Pastor, would you come and pray for my grandfather? Và họ mời tôi mục sư đến cầu nguyện cho ông của chúng tôi được không? I said, I must warn you though. Tôi phải cảnh cáo quý vị rằng. He said, Pastor, I must warn you. Oh no, tôi nói trước cho mục sư biết. That every pastor that come and pray for him. Bất cứ mục sư nào đến mà cầu nguyện cho ông này á. He tells them, don't pray for me. I don't need your Jesus. Và ông ta nói rằng không được cầu nguyện cho tôi không cần cái Giêsu của quý ông. I said, it's okay. Tôi nói là cũng không sao hết. I'll come. Nhưng mà tôi thì đến. So I came, he was just laying on the couch. They had khi tôi đến thì ông nằm trên cái ghế salon không làm gì hết. And through a translator, qua một thông dịch viên, I said, Papa, tôi nói rằng ông ơi, can I pray for you? Tôi cầu nguyện cho ông được không? And he said yes. Tự nhiên ông nói được. His whole family is about to fall out. Cả gia đình rất là kinh ngạc. And when I prayed for him, khi mà tôi cầu nguyện cho ông, he began to sit up. Ông bắt đầu ngồi dậy. And then I prayed for him again. Tôi cầu nguyện cho ông một lần nữa. He stood up. Ông ta đứng dậy. And the third time, và lần thứ ba, he started dancing. Và ông bắt đầu nhảy múa. The next morning, ngày hôm sau, his son-in-law, người con rể của ông, drove him up to the highest mountain. Đi lái xe lên cái đỉnh cao nhất. Without oxygen. Không có cần oxy. He just died a month ago. Cách đây một tháng thì ông qua đời. He gave his life to the Lord that day. Ông ta đã đầu phục Chúa trong ngày hôm đó. We need people that is able to change the atmosphere. Chúng ta cần đến những người mà đi bước vào cái phòng thay đổi được bầu trời không khí. See, I'm one of those kinds of people. Tôi là một trong những người mà có cái thái độ như and vậy. They used to preach to me about Jesus. Khi mà họ đến và giảng cho tôi về Chúa Giêsu đó. I used to tell them. Tôi thường nói với họ là if your Jesus is so great. Nếu mà cái Chúa Giêsu của quý vị vĩ đại đó. Show me. Chứng tỏ cho tôi thấy. And all they can tell me is words. Mà họ chỉ vỏn vẹn được trong những cái lời trong này thôi. Until I have an experience with him. Nhưng mà tới khi nào tôi có một cái kinh nghiệm với Ngài. See, in the book of Psalms 34 and 7. Trong Thi Thiên Hoàng 134 câu 7 nói rằng. Or 8, I think. Câu 7, câu 8 gì đó. It says, oh, taste and see that the Lord is good. Cái đó là hãy nếm biết được Đức Chúa Trời và sự tỏ trời tuyệt vời của Ngài. Tiếng Việt mình nói là cái chữ nếm. The word is taste. Không có gì bằng nếm được hết. There's nothing that replaces taste. Nhất là thức ăn của người Việt Nam mình. Especially the food of the Vietnamese people. Right? Đúng không? Đúng không? Tại sao? Why? Why is that? Tại vì nếu mình nghe mình sẽ quên. Tại vì because if we listen, we will forget. Mình đọc thì mình sẽ quên. If we read, we'll forget. Mà mình nếm mình không bao giờ quên. But if you taste, never forget. Christianity was never meant to be a religion. Quý vị ơi, tin lành của chúng ta không phải là một cái tôn giáo. Christianity is an experience. Nhưng mà quý vị ơi, tin lành của chúng ta là một phần cái kinh nghiệm. When I was in Brazil, khi mà tôi ở Brazil,
where I was staying. Khi mà tôi đang ở đó đó. He said, Pastor, it hadn't rained in a long time. It's a drought. Người ta nói với tôi rằng mục sư ở đây nó lâu lắm rồi, bị hạn hán lâu lắm rồi. You see, all the land is dying. Quý vị thấy đất đai đồ chết hết. No rain. Không có mưa. I said, really? Tôi phải vậy à? I said, Lord. Tôi nói rằng Chúa ơi. Bring the rain. Chúa ơi, xin cho nó mưa. I was there 5 days. It rained 4 days. Tôi ở đó 5 ngày, mưa hết 4 ngày. I want to tell you, it's not about me. Nhưng mà quý vị, tôi nói lại vỏn vẹn, không phải là chính mình, chỉ vì tôi thôi. Can I tell you like this? Tôi muốn nói cho quý vị như vậy nè. I'm nobody great. Tôi không có ra gì hết. I'm nobody that great. Tôi thật sự đó, tôi không có gì đáng kể hết. But all I have is Jesus. Nhưng mà tôi chỉ có một mình Chúa Giêsu mà thôi. And that's all I want. Đó là cái điều mà duy nhất tôi cũng muốn nữa. Don't look at me like I'm some great guy. Đừng có ngó tôi như tôi là một cái vĩ nhân nào đó. The same God that lives in me lives in you. Quý vị ơi, cái đấng mà đang ở trong tôi đang sống trong quý vị đó. So God has told me. Bởi vậy Chúa đã cho tôi biết. That I'm going to raise up the next generation. Ngài nói rằng tôi sẽ dấy lên một cái thế hệ mới. And to instill in them everything I know. Và đặt trong họ tất cả những gì tôi đã nhận biết. So I've begun. Thì tôi đã bắt đầu cái công trình đó. When I was in Malaysia in June, tháng 6 vừa rồi tôi qua được Malai. God opened some doors and we did a crusade. Chúa mở cái cửa và chúng tôi đã bắt đầu có những cái chiến dịch ở đó. 150 Vietnamese labor workers heard the gospel. Có 150 người lao động đến đã nghe được lời của Đức Chúa Trời. And you know what's cool about that? Quý vị cái gì màu nhiệm ở chỗ này hả nè? Is now there's a church that in a city that's never had a church before. Bây giờ có một cái hội thánh ở trong một cái thành phố mà chưa bao giờ có một cái hội thánh trước này từ đây tới này. For Vietnamese people in a Muslim nation. Cho dân Việt Nam trong một cái nước Hồi giáo quý vị. Amen. Amen không? Amen chứ. Aren't you excited about? Quý vị có nghe vậy có thú không? That's Vietnamese people. Quý vị ơi, người Việt Nam của mình đấy. The same blood that runs into you. Máu của mà trong mạch máu của quý vị. And run in me. Trong tôi. They heard the gospel. Họ nghe được tin lành của Đức Chúa Trời. Amen. Amen chưa? Amen không? Or I want you to look to your neighbor. Tôi muốn quý vị ngó nhìn láng giềng kế mình. To the right. Bên phía bên phải. Say you better get ready. Quý vị, anh ơi, sẵn sàng chưa? I want you to look to your neighbor to the left. Ngó nhìn cái người phía bên trái của mình. Say you don't look ready. Nói rằng anh ơi, chẳng thấy anh là sẵn sàng chi hết. I want to look to the person behind you. Bây giờ ngoảnh qua ngó ngáy người phía sau lưng mình coi. Say get ready. Nói rằng hey, anh sẵn sàng đi. Amen. 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 Brother Sung, man, is it Sean or Sung? Sean. Sung, okay. Man, what a voice, bro. Anh Sean, Chúa cho anh một cái việc giọng rất là tuyệt vời. God didn't gift me with that voice, but I'm glad He gifted you so I can sit there and listen to you. Cảm ơn Chúa đã cho anh cái giọng hát đó để Chúa tôi cho ngồi đó để thưởng thức. I could have skipped the preaching and just listened to you sing about God. Nếu mà cho tôi chọn thì tôi bỏ cái dịch thì không để tôi giảng, tôi nghe hát không là đủ rồi. It's wonderful. Tuyệt vời quá. But Vâng, wow. Chị Vâng nữa. Unbelievable what God is doing in your life. Cảm ơn Chúa những gì Chúa đang tác động trong đời sống của chị. I thank God for your lives. Cảm ơn Chúa vì đời sống của hai anh chị. We need more young people like that. Chúng ta cần thêm những người trẻ tuổi có như vậy nữa. Who is not ashamed of the gospel. Không có hổ thẹn gì hết về tin lành của Đức Chúa Trời. Amen. 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 Let's look at something. I'd like for you to turn with me to the book of Romans, and then we're going to go to the book of Exodus. Chúng ta sẽ cùng nhau học trong sách Roma rồi chúng ta sẽ qua sách Xuất Ai Cập Ký. You know, the scripture for this week is Romans 8:6. It says, for to be carnally minded is death, and to be spiritually minded is life and peace. Kinh Thánh gọi cái chủ đề của chúng ta là trong Roma đoạn 8 câu 6. Vả chăm về xác thịt, sanh ra sự chết, còn chăm về thánh linh, sanh ra sự sống và bình an. So we're going to talk about death and life today. Và như vậy chúng ta ngày hôm nay sẽ nói về sống chết. But I want to tell you that for you to have life, you must first die. Nhưng mà quý vị, tôi muốn thú cho quý vị biết là chỉ quý vị mới có sự sống, trước hết quý vị phải chết. Because in Matthew 16, bởi vì trong Matthew 16, Jesus says, whoever come with me have to deny himself and pick up the cross. Phải bỏ mình và vác thập tự giá.
He also says that whoever tries to save his life will lose it, and he who loses life will save it. Và Ngài nói là ai mà muốn cứu vớt đời sống mình thì sẽ mất, nhưng mà ai muốn mà chết thì sẽ được cứu đời cái đời sống của mình. I want you to turn with me to the book of Exodus, and this will be my text for today. Chúng ta mở ra trong Suốt Kỳ Du Ký, và đây là cái bối cảnh của cái bài giảng của tôi ngày hôm nay. I'm going to read it. Tôi sẽ đọc. And then we're going to pray, and then I'm going to share you the word. Amen. Chúng ta sẽ cầu nguyện rồi chúng ta sẽ học hỏi lời của Chúa chung với nhau. This is in Exodus chapter 17. Chúng ta ở trong Suốt Kỳ Du Ký đoạn 10, đoạn 17. And verse 8 through 16. Từ 8 tới 16. Say, if you're there, say amen. Khi có người tìm ra được, nói amen đi cho tôi biết. If you're not there, say oh my. Khoan đã, khoan đã. Khoan đã, khoan đã. Exodus 17, verse 8. Then came Amalek and fought with Israel in Rephidim. Và dân Amalek đã đến và cùng với Israel ở Rephidim. And Moses said unto Joshua, choose us out men and go out, fight with Amalek. Tomorrow I will stand on the top of the hill with the rod of God in my hand. Và Môi-se nói với Joshua rằng hãy chọn những người đi ra cùng ta và đi và đánh với dân Amalek. Ngày mai ta sẽ đi đến một hòn núi và ta sẽ đứng đó với cây trượng của Chúa trong tay. So Joshua did as Moses had said to him and fought with Amalek, and Moses and Aaron and Hur went up to the mount to the top of the hill. Như vậy Joshua đã làm như Môi-se đã nói và đi đánh cùng dân Amalek, và Môi-se cùng Aaron và Ur đã đến trên núi của đỉnh núi. And it came to pass when Moses held up his hand that Israel prevailed, and when he let down his hand Amalek prevailed. Và chuyện đã xảy ra là khi nào Môi-se giơ tay lên thì dân sự đắc thắng, khi nào Môi-se bỏ tay xuống thì dân sự thất bại. But Moses' hands were heavy, and they took a stone and put it under him, and he sat upon it. And Aaron and Hur stayed up his hand, the one on the on one side and the other on the other side, and his hands were steady until the going down of the sun. Nhưng tay Môi-se đã nặng, và người ta để một cái cục đá và để ông ta ngồi ở trên đó, và Aaron và Ur cầm tay của người lên, một người bên này một người bên kia, và tay của ông đã được cầm lên cho tới khi mặt trời lặn. Verse 13. And Joshua discomfited Amalek and his people with the edge of the sword. Như vậy Joshua đã đắc thắng được dân Amalek và dân người với cây gươm của mình. And the Lord said unto Moses, write this for a memorial in a book and rehearse it in the ears of Joshua, for I will utterly put out the remembrance of Amalek from under heaven. Và Đức Chúa Trời nói cùng Moses rằng viết xuống để ghi chú lại trong một cuốn sách và tập nói và nói cho lỗ tai của Joshua biết rằng ta sẽ tiêu diệt dân Amalek và những cái trí của họ từ không còn ở dưới mặt trời nữa. And Moses built an altar and called the name of it Jehovah Nissi. Và Đức Chúa và Moses lập một bàn thờ đặt tên là Jehovah cờ sĩ của tôi. For he said, because the Lord had sworn that the Lord will have war with Amalek from generation to generation. Và nói rằng bởi vì Amalek có tay giơ tay lên ngục cùng Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Giê-hô-va chinh chiến với Amalek từ đời này qua đời kia. Heavenly Father, we thank you for your word. Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa về lời của Đức Chúa Trời. For your word is life. Vì lời của Ngài có sự sống. God, your word is hope. Và lời của Ngài đầy hy vọng. It gives us strength and direction. Cho chúng con có sức mạnh và hướng đi. For God, your word says heaven and earth may pass away, but your word is forever. Và lời Đức Chúa Trời nói rằng trời đất sẽ qua đi, nhưng mà lời của ta sẽ còn đời đời. Lord, we thank you, Lord, for your word. Và Chúa ơi, chúng con cảm tạ Chúa vì lời của Ngài. It gives light, God, to us. Và Chúa, lời của Chúa cho chúng con sức sống và sự sống. Tonight, Lord, I ask that your word would become rhema to us. Và Chúa ơi, xin cho tối hôm nay lời của Ngài trở thành rhema cho chúng con tối hôm nay. That your word would leap off the pages and into our heart. Và Chúa ơi, xin lời của Ngài nhảy ra khỏi những cái trang này và vào trong lòng của chúng con. Holy Spirit, I welcome you in this place. Ở Đức Thánh Linh, chúng con ngợi khen và đón tiếp Ngài trong nơi này. God, touch your people tonight. Ở Chúa ơi, xin Ngài đụng chạm đến dân sự của Ngài buổi tối hôm nay. For God, that your word can change a life. Bởi vì lời của Ngài sẽ thay đổi những đời your sống. Your word can change the atmosphere. Và lời của Ngài sẽ thay được bầu trời không your khí ở word đây. Would change
change situations. Và lời của Ngài sẽ thay đổi những hoàn cảnh. God, your word, God, will lead the lost to life. Và Chúa ơi, Ngài, lời của Ngài sẽ khiến những người hư mất đến sự sống. Heavenly Father, I pray that you would anoint our minds that we may understand. Ô Chúa Thiên Thượng ơi, xin Ngài sức dầu đến trí tuệ của chúng con để chúng con hiểu biết. God, anoint our ears that we may hear what you're about to share. Chúa ơi, xin Ngài sức dầu lỗ tai của chúng con để chúng con nghe những điều Ngài muốn. Anoint our hearts that we may receive it, Lord. Ô Chúa ơi, xin Ngài sức dầu lòng của chúng con để chúng con nhận được. God, I take dominion over the sky above me. Ô Chúa ơi, con lấy hết thảy cái cầm quyền trên những cái bầu trời không khí trên chúng In con. In the name of Jesus Christ, I take dominion over the land that I stand upon. Ô Chúa ơi, trong danh của Giêsu, chúng con lấy cái cầm quyền trên những cái mảnh đất mà chúng con đang đứng In the đứng name đến. Of Jesus, I take dominion over the air that surrounds us. Ô Chúa ơi, trong danh của Chúa, con lấy cái cầm quyền của những cái hơi thở mà chúng con đang thở. I command every spirit that's unlike God to leave this place. Và tôi truyền ra những cái linh nào không phải thuộc về Chúa đi ra khỏi nơi này. Now, ngay bây giờ. In the name of Jesus. Trong danh Chúa Jesus Christ. Heavenly Father. Oh, lạy Cha Thiên Thượng của chúng con. Let your people see past me. Oh, Chúa xin cho dân sự Ngài xin con ngó xuyên qua con. So they can see the cross. Để họ thấy được thập tự giá. For at the cross. Vì Chúa ở tại thập tự giá đó. At the cross. Ở thập tự giá đó, Chúa. Where I first saw the light. Là nơi mà con đã thấy được ánh sáng của Ngài. For there is nothing I can do for them, Lord. Chúa không có gì con có thể làm được cho họ. It's all about you. Ô Chúa ơi, mọi sự đều thuộc về Ngài, đều về Ngài. I give you honor and glory. Ô Chúa, chúng con dâng sự vinh hiển về thuộc về Ngài. In the name of Jesus Christ. Trong danh Jesus Christ. Amen. I want to talk to you tonight about Amalek. Buổi tối nay tôi nói với quý vị về dân Amalek. Here is the people of Israel. Đây, dân sự của Chúa là dân Israel. They have just crossed the Red Sea. Họ vừa vượt qua biển đỏ. It's amazing to me is when the moment they crossed the Red Sea that God came to Moses and said, "What do you have in your hand?" Khi mà họ vừa qua biển đá thì Đức Chúa Trời nói với Moses, "Trong tay ngươi có cái gì?" And behind them the Egyptian army. Ở phía sau họ thì quân đội của Egypt. Before them was the Red Sea. Trước mặt họ là có biển đỏ. There is no way out. Không có một lối thoát. But God says, "Moses, lift up the rod." Nhưng mà Chúa phán với Môi-se rằng hãy dỡ cái cây gậy của ngươi lên. The moment that he did that, it separated the Red Sea. Cái lúc đó thì biển đỏ được rẽ ra. Are there some of us today that is looking at a tough place and a hard place? Có một số chúng ta đang trong cái hoàn cảnh khó khăn, một cái hoàn cảnh không thể xoay sở được. Don't we wish that a pastor would come and just lift up the word of God? And split the Red Sea so we can be delivered. Chúng ta ước gì có một mục sư nào đó đem cuốn kinh thánh màu nhiệm mà mở lên để có một cái rẽ đường rẽ như là biển đỏ. Amen. Amen. And God has done that. Chúa ơi, in all of our lives. Chúa đã là có những lần can thiệp như vậy trong đời sống của mình phải không? But the moment they go over to the Red Sea. Nhưng mà khi mà họ vừa bước qua bên kia biển đỏ. Just like that, Moses takes the rod and the whole Red Sea just collapses on the army of Egypt. Và khi mà Môi-se lấy cái gậy đi, thì cả biển đỏ đã lấp lửa cái dân Israel. No person had to swing a sword. Không có ai cần phải múa gươm gì hết. Nobody even had to break a sweat to fight. Không có ai phải đổ mồ hôi để chiến đấu. No warriors needed. Không có một chiến sĩ nào được cần phải làm hết. No shields, no arrows, no war. Không có một cái mũi tên nào, không có một cái chiến tranh gì hết. But the Bible says. Nhưng mà lời của Đức Chúa Trời chép rằng. That the minute they cross. Nhưng mà khi mà họ vừa bước qua biển đỏ. Then that's the moment right before this story in Exodus. Đây là cái giây phút trước khi câu chuyện mà chúng ta vừa đọc. That God told Moses to hit the rock and water came. Và nói là Chúa nói rằng hãy đập cái hòn đá và nước sẽ chảy ra. And at that very moment, ngay lúc đó, they began their journey and they come to a place called Rephidim. Họ bắt đầu đi và đi tới một chỗ gọi là Rephidim. That word Rephidim means a place of rest. Cái chữ Rephidim này có là một chỗ yên nghỉ. While they were resting, khi họ đang yên nghỉ đó, unprovoked. Không có chọc ai hết. Amalek comes. Thì tự nhiên dân Amalek đã and begins to fight them. Họ đến và họ bắt for đầu no reason. Không có một lý do gì hết. They're just resting. Họ đang ngồi đó đang nghỉ mà thôi. They're just doing nothing but drinking water. Họ chỉ không làm gì, chỉ ngồi đó mà uống nước thôi. They were just drinking water and minding their own business. Họ chỉ ngồi đứng đó uống nước mà không có mặc kệ ai hết. Oh, okay. Why not? I like him. My good friend. They were just drinking water and resting, and so many of us are like that.
chúng ta có chúng ta họ đang đang uống nước thôi, đang đang nghỉ ngơi. Một nhiều chúng ta đang cũng như vậy. We are good Christians. Chúng ta là những người tín đồ tốt. Sometimes we just need a rest. Có nhiều khi chúng ta ngồi xuống nghỉ chút xíu. And while we are resting, tự nhiên khi chúng ta đang ngồi nghỉ, Amalek comes. Dân Amalek tới. And we've got problems in our life. Và chúng ta có những nan đề trong đời sống của mình. And we look. Chúng ta nhìn. For a man of God, tìm một người nào đó của Đức Chúa Trời. To say, would you raise up the standard? Và nhờ là hay Chúa, ông dơ cái cây gậy lên giùm cái coi. And finish these Amaleks. Và để tiêu diệt cái dân Amalek. Like you did the Egyptians. Như ngài đã với dân Egypto. But no. Nhưng mà không. The man of God says. Nhưng mà người của Đức Chúa Trời nói rằng. Joshua. Joshua ơi. It's time to fight. Bây giờ chúng ta phải chiến đấu. But what you did to the Egyptians, you can do to the Amalek. Nhưng mà cái việc mà ông làm cho dân Ai Cập, ông làm cho dân Amalek được chứ? Who is Amalek? Amalek là ai? The word Amalek means, or the name Amalek means, dwellers of the valley. Cái chữ Amalek có nghĩa là những người ở thung lũng. That's why when David wrote Psalms 23, he says, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for your rod and your staff comfort me. Đó là lý do mà David nói là khi mà tôi đi qua trong thung lũng bóng chết, tôi không sợ tai họa nào vì cái trường và cái gậy của Chúa che chở tôi. It meant that everywhere he went, Amalek was trying to get him. Có nghĩa là bất cứ nơi nào ông đi thì Amalek đang đi rình ông. So you're wondering, who is Amalek? Như vậy quý vị có hỏi rằng Amalek là ai? Amalek is the grandson of Esau. Amalek là cháu nội của ông Esau. But not was he was not just a grandson, he was an illegitimate grandson. Không phải là ông là chỉ là con cháu nội thôi, nhưng mà ông là một cháu nội rơi. He was born of Eliphaz, Esau's eldest son, and Eliphaz had a concubine and she gave him Amalek. Nhưng mà ông Esau có một người tên con trai tên Eliphaz, và Eliphaz thì có một con đòi và ăn ở với nó và sinh ra người Amalek này. And so Amalek represents the flesh. Như vậy đó, Amalek biểu tượng cho xác thịt. It represents our flesh. Biểu tượng cho xác thịt của mình. And God says, và Đức Chúa Trời phán rằng, that I have sworn that I will fight the Amalek from generation to generation. Ta sẽ chiến đấu với Amalek từ đời này qua đời kia. Your flesh will fight you until you die. Quý vị ơi, xác thịt quý vị sẽ chiến đấu quý vị cho tới ngày quý vị nhắm mắt ta thôi. And then the flesh of your children will fight them. Và quý vị ơi, bây giờ xác thịt của con cháu quý vị sẽ chiến đấu với chúng nó nữa. That's why the Bible says that God swore to fight Amalek from generation to generation. Đó là lý do lời của Đức Chúa Trời chép rằng Đức Chúa Trời sẽ chiến đấu với Amalek từ đời này qua đời kia. Because what is born of the flesh will be of the flesh. Bởi vì những cái gì sinh bởi xác thịt là thuộc về xác thịt. What is born of the spirit is of the spirit. Những gì sinh bởi thuộc linh thuộc về thuộc linh. And so Amalek here represents the flesh of every one of our lives. Như vậy Amalek biểu tượng cho tất cả những xác thịt của đời sống của mỗi một chúng ta. That's why it's not enough just to rest. Đó là lý do chúng ta không chỉ ngồi đó yên nghỉ được. Because while you think you're resting, bởi vì khi chúng ta nghĩ chúng ta đang yên nghỉ, your flesh is warring. Bởi vì trong khi đó xác thịt chúng ta đang chiến đấu với chúng ta. And you call this conference life and death. Cái mục đích cái dấu hiệu của cái hội đồng này là đời sống và chết. Chết chứ sống. Life and death. Or sống chứ chết. Or death and life. And so every person has to deal with their own Amalek. Vì vậy mỗi người chúng ta phải đương đầu với Amalek của mình. Why does Amalek represents the flesh? Tại sao Amalek biểu tượng cho xác thịt? I'll tell you why. Tôi sẽ nói cho quý vị biết. It's because his grandfather. Bởi vì ông nội của nó. In the book of Genesis 25. Trong sách Sáng Thế Ký đoạn 25. When Esau was hungry. Khi mà Esau đang đói bụng. The Bible says that he came to Jacob. Ông ta đến với Jacob. And he says, "Give me the soup that you're making." Nói đưa cho anh cái canh mà em đang nấu. For I am hungry. Ta đang đói. But Jacob says, "No, I want your birthright." Và Jacob nói là không, ta muốn cái quyền trưởng nam của anh á. And this is the thing that got me. Đây cái điều mà làm cho tôi suy nghĩ. Esau would answer, "What is my birthright right now? My flesh is hungry." Ông cái câu trả lời của ông Esau rất là kỳ, cũng nói là
cái quyền trưởng nam này ta bây giờ đang chết đói đây nè. What is my birthright? Cái quyền trưởng nam tôi có nghĩa là gì? Who cares about it? Ai đếm xỉa với nó làm gì? My blessing, who cares? Cái sự chúc phước của ta, ai cần? My destiny, who cares? Cái định mệnh của ta, ai để ý đến chi? My purpose that God has raised me up, who cares? Cái mục đích mà Ngài đã cho tôi sống, thực mà kệ nó. My flesh wants it now. Cái xác thì tôi đòi hỏi cứ được điều nó muốn bây giờ. And the Bible says when you read on. Khi mà chúng ta tiếp tục đọc trong Kinh Thánh. That he ate his soup. Ăn được cái canh của mình. And the Bible says that Esau despised his birthright. Và Kinh Thánh nói rằng Esau ghét cái quyền trưởng nam của mình. You know what the birthright means? Quý vị có biết cái quyền trưởng nam này là gì không? It represents that all of the blessing from the Father was bestowed upon him. Đây là những cái ơn phước của Đức Chúa Trời muốn cho người đó. And that he would get twice what his other siblings would get because he was the firstborn. Tại vì ông ta là người trưởng nam thì nhận gấp đôi những gì những em trai của mình được nhận. So that his father had a destiny and a purpose for his life. Người cha có một cái ơn phước muốn chúc cho con của mình trong đời sống của người trưởng nam. See, our Father in heaven. Và quý vị ơi, cha của chúng ta trên trời has a plan and a purpose for our life. Có một cái mục đích và một cái kế hoạch cho đời sống của mình. The Bible says that he knows the plans and the thoughts for our life, for good and not of evil. Kinh Thánh nói rằng Chúa biết được những kế hoạch và những suy nghĩ cho đời sống của chúng ta, những sự tuyệt vời chứ không phải ác độc. In the book of Jeremiah, he said, I knew you from the womb of your mother, I knew you. Jeremiah nói rằng trước khi ta có con sinh ra, ta đã biết được có con trong lòng của bụng mẹ của con. But he was saying that I know the reason why I created you. Có nghĩa là nói, ta biết tại sao ta đã tạo con nên. But many of us, Amalek is strong. Nhưng mà trong chúng ta, nhiều chúng ta Amalek quá mạnh. And so because Amalek is strong, bởi vì Amalek quá mạnh, he begins to overrule our life. Nó bắt cưỡng bách cái đời sống của mình. And so many of us, while we are Christians, bởi vậy có nhiều lúc chúng ta là những người tín đồ, and we think that while we're resting, có nghĩa là chúng ta đang nghỉ đây, that there's no war, không có chiến tranh gì hết. But when we go and do things for the Lord, nothing happens. Nhưng mà khi chúng ta đi hầu về Chúa, không có kết quả gì hết. The God of power that we say we serve, nothing happens. Cái Đức Chúa Trời quyền năng mà chúng ta phục vụ, and so the generation of our children are dying. Như vậy một cái thế hệ của con em của chúng ta đang hư mất. I want to tell you, I deal with young adults every day and twice on Sundays. Quý vị ơi, tôi đương đầu với con những cái thế dễ chạy mỗi ngày và hai lần trong chủ nhật nữa. I want to tell you about a spiritual son of mine. Tôi muốn nói cho quý vị một đứa con đức tin của tôi. He owns a restaurant. Anh chàng ta có một cái nhà ăn. And business isn't going well. Nhưng mà rất tiếc là cái cuộc thương mại này không có được thành công lắm. You know, he's barely open a year and he's losing money. Anh ta cái tiệm nó mới mở được có năm thì lỗ này qua lỗ kia. He's closed on Sundays. Nhưng mà anh ta cũng đóng cửa chủ nhật. And so I use his restaurant to have meetings with some of my young people. Như vậy in the afternoon because he's closed. Tại vì tôi dùng cái nhà hàng đó để buổi nhóm với những người mùa trẻ thì phải đóng cửa buổi chiều. On Sundays. Trong ngày chủ nhật. So one day he calls me, says, I need to talk to you. Một ngày nào đó anh ta gọi tôi, mục sư ơi, con em muốn nói chuyện với mục sư. Can you move up your meetings? Mục sư, on Sunday. Nhóm sớm hơn chút được không? I said, why? Ủa, tại sao vậy? So I'm losing money and I need to open Sunday night for dinner so I can try to make the money. Em lỗ quá, phải buộc lòng là phải mở cửa tối chủ nhật, thành ra mục sư nhóm sớm hơn chứ được không? So I said, sure. Nó nói, okay, cũng mượn. But in my heart, I knew it was wrong. Mà tôi biết trong lòng của tôi cái điều này không ổn. I began to pray. Tôi bắt đầu cầu nguyện. So that Sunday, we moved it up. Như vậy trong by 3 hours. Trong chủ nhật đó chúng tôi nhóm sớm được trước 3 tiếng. So I went there. Chúng tôi đến nơi đó to set up. Để mà chuẩn bị. And he came to me. Và anh ta đến với tôi. As I'm about to talk to him. Và tôi bắt đầu nói chuyện với anh ta. He said, Pastor. Nói, mục sư ơi. Said, what is it? Tôi nói, cái gì này về em? I said, I was supposed to open tonight. Tức là em mở cửa tối nay. But we ran out of food last night. Nhưng mà tối hôm qua đó em hết đồ ăn. We had so much business, we ran out of food. Tối hôm qua khách tới đông quá em ăn hết cái đồ ăn rồi. And my chef says, we don't have enough food to prepare for tonight. Đầu bếp nói rằng hết đồ ăn để mà nấu cho tối nay. So I told them that when
We give our life to the Lord, God helps us to be obedient. Nhưng mà khi mà tôi nói về một cái bí quyết là khi chúng ta dâng đời sống mình cho Chúa thì Chúa sẽ cho chúng ta những cái bí quyết để mà tuân theo. Nhưng mà chưa xong. I told them, I said, you know what I want you to do. Tôi nói, anh biết là cái điều mà mục sư muốn em làm bây giờ là gì không? And this was about the beginning of July. Và đây là khoảng chừng đầu tháng 7. And I said, for the rest of the month, I want you to remain closed on Sunday and let me use your restaurant as a Bible study. Như vậy, em cứ đóng cửa. Đã đóng cửa chưa nhật đi để cho mục sư dùng cái chỗ của em để một cái buổi nhóm để mà thông công. And when August comes, khi mà tháng 8 đến đó, you can open, it wouldn't hurt you. Và nếu mà em muốn mở thì cũng được, không sao hết. He said, all right, pastor. Nhưng mà ok, mục sư để em thử. And so that day, như vậy ngày hôm đó, we had worship. Chúng tôi đã thờ phượng Chúa in the restaurant, trong cái phòng nhà hàng đó. And the presence of the Lord came. Và sự hiện diện Ngài đã đến. And I was on my knees in the middle of a restaurant. Và chúng tôi quỳ gối ở giữa cái nhà hàng đó. All of my theology about having holy place and all that went out the window. Những cái việc thần học của tôi về những cái nơi phải được nên thánh rồi nó bay hết ra cửa sổ. The Lord says, where two or three are gathered in my name, I'm in the midst. Kinh Thánh nói rằng nơi nào đâu ba người lấy lại với nhau thì ta đang ở giữa họ. He don't care if it's a restaurant. Ngài đâu có mặc kệ cái all he cares if people with all of their heart will begin to seek him. Nhưng mà Ngài, cái điều mà Ngài quan tâm đến là dân sự của Ngài có hết lòng tìm kiếm Ngài hay không. So I told that day, I said, you know what? I want you to give an offering today. Như vậy tôi đã nói với các bạn, tôi nói là bây giờ chúng ta sẽ có một dâng hiến. My wife is here as a witness. This story is true. Bà xã tôi ngồi đằng gật đầu đó là bà cái câu chuyện này thật. She wouldn't lie to you, I promise. Tôi hứa rằng bà ta không nói dối với quý vị đâu. He told me he gave the last $100 that he had. Ông ta nói rằng, mục sư ơi, em đã dâng cái $100 cuối cùng em có trong túi rồi. And the devil whispered to him, that's the gas money you need for this week. Và ma quỷ nói trong lỗ rỉ rỉ trong lỗ tai là, hey, đó là tiền xăng của tuần này đó. You know, people think that people who own businesses are real wealthy, right? Sometimes they struggle. Có những người cứ nghĩ là ai mà có nguồn thương mại chắc là giàu quá. Không, có những khi chúng ta cũng vất vả lắm chứ. And so he went through the next couple weeks closed. Và mấy tuần sau thì anh ta vẫn đóng cửa. I get a text on my phone on a Friday, the very first week of August. Tối thứ sáu đầu tiên của tháng 8 tôi có một cái text. He said, I need to talk to you. Anh ta nói à, mục sư ơi, em cần nói chuyện, mục sư gấp. He said, you won't believe what happened. Mục sư không tin chuyện đã xảy ra. He said that Friday he came to work early to prepare to open for dinner. Ông ta nói rằng cái ngày hôm thứ sáu đó ông đến để chuẩn bị mở cửa tiệm sớm. He sees a car that he's never seen there before. Ông ta thấy một chiếc xe đậu trong cái chỗ đó mà bãi đậu xe ông chưa bao giờ thấy. He said it can't be my worker's car. Không phải là cái người trong nhân công của tôi. And it still had the paper license plate, so it's brand new car. Quý vị, cái xe biết là xe mới mà nó chưa có bảng số nữa, nó mới chừng đó. It's an SUV. Đó là một cái xe SUV. And he walked in. Và ông ta bước vào. And he recognized the person in it. In the restaurant. Ông ta nhận được cái người trong nhà hàng. It's a friend of his mom's. Đó là một người bạn của mẹ mình. And he came up to him. Tới với người đó. He said, "I heard that you needed another car." Và nói rằng, dường như tôi nghe đâu là anh cần một chiếc xe nữa phải không? Because your wife, you only have one car, and your wife needs to go to work. Anh có một chiếc xe thôi. Bây giờ bà xã anh còn phải đi làm. He said, "Here, I just bought this brand new car. It's yours." Tôi mới mua chiếc xe này, tôi biếu cho anh. And the man that gave it to him, cái người mà cho anh chiếc xe đó, is not even a Christian. Chẳng phải là người tín đồ nữa. He's a Buddhist. Ông ta là người đạo Phật. The Bible says the wealth of the wicked is laid up for the righteous. Nó là cái tiền năng của những người ngoại đạo đang là của những người độc ác đã giữ cho những người. I just talked to him this week. Tuần này tôi vừa nói chuyện với anh ta. And you know what he told me? Quý vị biết anh ta nói gì với tôi không? He said, I just opened another place. Tôi mới mở một cái tiệm khác. I said, I thought you was broke. Tôi tưởng nó là anh cháy túi rồi mà. He said, Pastor, you won't believe it. Mục sư ơi, em nói điều nào mục sư không tin đâu. Long story short. Chuyện ngắn lại. He found another place. Ông ta đã tìm được cái chỗ khác. He's going to open a second location. Ông ta sẽ mở một cái tiệm thứ nhì. And he's wondering where he's going to get the money. Và ông ta không biết là bây giờ tiền đâu mà ra. The man that gave him the car. Cái người mà cho ông cái chiếc xe đó. Gave him the money to open the new place. Cho ông tiền để mở một cái tiệm khác.
and don't want one penny from it. Và không cần một đồng xu nào từ ông trở lại. He don't want to be his partner. Không muốn làm những người huồng. He don't want a percentage from the business. Không có muốn một phần trăm trong cái thương mại. And you know what I told them? Và tôi có quý vị biết tôi nói gì với anh đó không? I said because you were obedient. Tôi nói là bởi vì anh đã tuân theo Chúa. And you listened to the word of God. Anh đã nghe lời dạy của Đức Chúa Trời. And you were obedient to the word of your leader. Bởi vì anh đã tuân theo người hướng dẫn của anh. And he called me on Friday. He says, "Is there anything else, Pastor? I'm about to sign this thing. Here's no going back." Ông mục sư ơi, ông mục sư có gì nói nữa em? Có gì khuyên nữa? Bây giờ em ký là khỏi không có đi lui được đó. I told him, I said, "Why are you so worried?" Tôi hỏi là tại sao mà anh lo anh chi vậy? He said, "How many people you know open a restaurant, two restaurants with no money?" Ai mở cửa tiệm hai cái tiệm mà không có đồng xu nào trong túi? I said, "You shouldn't be worried." Quý vị, anh nói đừng có lo. He said, "Why?" Nói, tại sao vậy? Because that has to be God. Quý vị biết, đó là chắc chắn từ Chúa chứ không ai hết. If God is in it, nếu mà Chúa ở trong công vụ đó, why are you afraid now? Nhưng mà tại sao bây giờ anh còn sợ chi nữa? He signed it. Anh ta đã ký giấy. And he texted me, said, "I feel so happy." Anh ta ký và nói, em được hài lòng vô cùng. But what he didn't realize, cái điều mà anh ta không biết đó. A year ago, when he first opened his first store, như một năm cách đây một năm khi mà anh mở cái tiệm đầu tiên đó, I told him that you're going to open another one in a short time. Anh sẽ mở một cái tiệm thứ nhì trong một thời gian rất là nhanh. Not even a year. Chưa tới một năm. And he's already looking at it. Và điều đó đã thành hình. See, that's God. Đó là quý vị ơi, đó là màu nhiệm của Đức Chúa Trời. But the problem with most of us, nhưng mà cái nan đề của chúng ta đó, is Amalek is in us. Nhưng mà quý vị, Amalek đã ở đây. And Amalek is always fighting. Amalek luôn chiến đấu với chúng ta. He's looking at you and you're resting, drinking your water. Chúng ta đang ngồi đó an nhàn uống nước. And you think you're going to have no problem. Chúng ta nghĩ chúng ta chẳng có một cái nan đề gì hết. But Amalek was born from the flesh. Nhưng mà quý vị ơi, Amalek được sinh ra trong xác thịt. His grandfather lived his life from the flesh. Ông nội của nó sống từ trong xác thịt. So it's a symbolic thing that God was saying. Quý vị ơi, đây là một cái sự biểu tượng mà Chúa đã nói về xác thịt. When I read this scripture, khi mà tôi đọc được cái lời I couldn't believe that God said he was going to war with Amalek from generation to generation. Tôi không mường tượng. I couldn't believe that. Chúa sẽ chiến đấu với Amalek từ đời này qua đời kia. Tôi But in a moment, he wiped out the entire army of Egypt. Ngài có thể tiêu diệt cả quân đội của Egypt. So what that tells me, cái điều mà này cho tôi biết as Christian believers, chúng ta là những người tin Chúa, there's a war that's going on. Có một cái chiến tranh xảy ra. There's a war in you. Có một chiến tranh xảy ra trong chúng there's ta. There's a war in your next generation. Trong một cái chiến tranh trong cái thế hệ tới của chúng ta. Look at your young people generation. Quý vị ơi, nhìn cái thế hệ trẻ. There's a war that's raging in them. Có một cái chiến tranh đang xảy ra trong đời sống của mỗi người họ. And Amalek is winning. Mà quý vị ơi, Amalek đang thắng đó. Look at the young people in the churches today. Where quý vị, are they? Quý vị nhìn những người thế giới trẻ trong hội thánh quý vị, họ đâu mất rồi? I don't see any young, powerful preachers coming up. Tôi đâu thấy những người mục sư trẻ tuổi đầy dãy quyền năng đang mọc lên đâu. I said, but you're a young pastor. Mục sư còn trẻ đó. Đứng hạng tư rồi còn trẻ gì nữa. I'm in my 40s, man. I'm 43, I'm not young anymore. 43 tuổi rồi còn trẻ còn chỗ nào nữa. So what is the answer? Như vậy cái câu trả lời của chúng ta là cái gì? What is the place? You know what Joshua means? Cái chỗ là cái gì? Quý vị biết cái chữ Joshua có nghĩa là gì không? It is the same meaning as Jesus. Cái chữ Joshua nó có y hệt như cái ý. The name Joshua and the name Jesus has the same meaning. Cái tên Jesus và cái tên Joshua giống nhau. It means Jehovah is salvation. Có nghĩa là Đức Chúa Trời là đấng cứu rỗi. And so when Joshua was there fighting Amalek. Như vậy khi Joshua đó đứng đó chiến tranh với Amalek, quý vị sẵn sàng chưa? Joshua was a symbolism of Jesus Christ. Joshua biểu tượng cho Đức Chúa Jesus Christ của chúng ta. He was the symbolism of Jesus Christ warring and defeating our flesh. Và Joshua là biểu tượng cho Chúa Jesus Christ đang đắc thắng được xác thịt. How we know this? Tại sao chúng ta biết được điều này? How we know it? Tại sao chúng ta biết được it's điều in the này? Book of Galatians. Vì ở trong sách Galati. Actually Romans. Trong sách Roma. In verse 7 and verse 25. Roma đoạn 25. Paul was talking about how when he should do good things, he does not do them. Paulo nói rằng đáng lẽ khi mà ông làm những cái việc thiện đó, ông chẳng làm được. But the evil things he should not do, he do. Những cái việc ác á,
đáng lẽ ông không làm á. And he làm. Talks about that in him there's a war. Và ông nói rằng trong ông có một sự nội chiến. There's a war of the law of sin and the law of God. Trong đời sống ông có cái luật của sự chết và sự cái luật của Đức Chúa Trời đáng chiến đấu. And he's talking about his mind. Ông ta nói về cái trí tuệ của mình. In Romans 18:25, you can go back and read that tonight. Roma đoạn 8:25 tối nay quý vị về đọc lại đi. Paul gives us the answer. Follow cho chúng ta cái bí quyết. Oh wretched man, that verse 24, that I am. Oh, who would deliver me from the body of this? Ai sẽ giải cứu tôi về cái thân thể khốn nạn này? He says, I thank God through Jesus Christ our Lord. Tôi cảm tạ Chúa vì Đức Chúa Trời trong Jesus Christ, Chúa chúng ta. Paul was talking about something in the Old Testament with Joshua. Ông này ông đề cập đến cái chuyện trong tăng ước của cửa của Joshua. In the book of Exodus, trong sách Xuất Ai Cập ký, Joshua was a symbolism of Jesus Christ. Joshua biểu tượng cho Jesus Christ của chúng ta. And as long, như vậy lúc nào, as long, lúc nào, as Moses kept his hand up, Moshe giơ tay mình ra. What did Moses represent? Moshe biểu tượng cái gì quý vị? He represented the law, the word. Cái Moshe biểu tượng cho luật pháp. And so as long as the word was being lifted up in his life. Khi nào mà lời của Đức Chúa Trời được nâng lên trong đời sống của ông? Are you getting me? Quý vị có hiểu cái then chốt này không? Are you confused? Quý vị có hơi hoang mang chút không? Because Moses represented the word of God, the written word of God. Môi-se biểu tượng cho lời hằng sống, lời được viết ra của Đức Chúa Trời. As long as we lift up the word of God in our life every day. Khi chúng ta nâng cao lời của Đức Chúa Trời trong đời sống của ta hàng ngày. Oh, you didn't hear me. Some of you did. Có một số quý vị nghe, mà có một số quý vị chưa nghe kịp. As long as your word in your life is strong. Khi nào lời của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình được mạnh mẽ. As long as you're able to lift up the word of God strong in your life. Khi nào mà chúng ta còn quyền năng của Đức Chúa Trời mạnh mẽ trong đời sống của chúng ta. Because your word, the word of God will deliver you. Bởi vì lời của Đức Chúa Trời sẽ giải cứu chúng ta. The book of Psalms 119, it says this. Trong Psalm 119 nói rằng. It says that at the entrance of your word, it gives light and understanding to the simple. Khi mà chúng ta bước vào lời của Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ cho mặc khải cho những người dễ hiểu có thể hiểu được. That means that every time you have a problem you can't figure out. Có nghĩa là mỗi lần mà chúng ta có một cái nan đề mà chúng ta không có suy nghĩ ra được. The word which is Jesus Christ, in the beginning was the word was with God, and the word was God. Ngôi lời là Đức Chúa Trời và ngôi lời là Đức Chúa Trời ở đó nói về Chúa Jesus Christ đó quý vị ơi. When Jesus walks into your life, khi mà Đức Chúa Jesus bước vào trong đời sống của mình, He begins to give you understanding of how to defeat the things of your flesh. Ngài sẽ cho chúng ta biết cách nào để chúng ta chiến thắng được những xác thịt của chúng ta. And Amalek will always war with you. Quý vị ơi, Amalek sẽ luôn luôn chiến đấu với chúng ta. So how do we overcome Amalek? Như vậy làm sao chúng ta có thể chiến thắng được Amalek? It is through Jesus Christ alone. Chỉ qua Đức Chúa Jesus Christ toàn năng thôi. It is through Jesus Christ alone. Chỉ có một mình Chúa Jesus Christ mà thôi. It is through Jesus Christ alone. Chỉ có một mình duy Chúa Jesus Christ mà who thôi. Who is the Holy Spirit? Qua Đức Thánh Linh của Ngài. Why did Jesus, when he left, he says that he was sent a comforter? Tại sao khi mà Đức Chúa Jesus Christ rời đất này, Ngài nói rằng Ngài sẽ gửi đến một đấng an ủi? Why did he send the Holy Spirit? Tại sao Ngài sai đến Đức Thánh Linh? The Bible says that the Holy Spirit is going to teach us all things and bring to remembrance all things that Jesus taught them. Kinh Thánh nói là cái mục đích của Đức Thánh Linh là đến để nhắc nhở chúng ta về quyền năng tất cả những gì mà Chúa Jesus Christ đã dạy dỗ. See, when Jesus came, khi mà Chúa Jesus Christ đã đến, and the Holy Spirit, He gave us the Holy Spirit. Chúa cho chúng ta Đức Thánh Linh của Ngài. The law, which is the word, the written word. Luật pháp nghĩa là lời của Đức, lời. With the Holy Spirit, the empowering. Với cái quyền năng của Đức Chúa Thánh Linh. It helps us to defeat Amalek. Giúp cho chúng ta chắc thắng được Amalek. So how can we have life? Làm sao chúng ta có được sức sống? If we don't die first. Nếu mà chúng ta không chết trước. You can't have life in Christ until your flesh dies first. Nếu chúng ta không thể nào có sự sống trong Đức Jesus Christ tới khi nào xác thịt chúng ta chết trong Chúa. You can't have life until yourself dies first. Chúng ta không có thể sự sống cho tới khi nào cái bản ngã của chúng ta phải bị chết trước. You know what the Bible says when Esau and Jacob was born or was in Rebekah's belly? Quý vị biết khi Chúa nói cái trạng thái của giữa chiến đấu giữa Esau với lại Jacob là gì trong bụng của Rebekah? I love what Pastor Samson said this morning. He says, God's design of us was always the spirit to rule the flesh.
Tôi rất là thích điều mục sư Samson đã nói rằng hồi sáng anh nói là cái linh của chúng ta phải đắc thắng được xác thịt. Because we are a spirit. Bởi vì chúng ta là linh. We are not a flesh. Chúng ta không phải là xác thịt, chúng ta phải là linh. We got to live from the inside out. Chúng ta phải sống ở ngoài đi ra. No, chúng ta phải sống ở trong ra ngoài. Sorry. It's okay. It's okay. Long day. Long day. That's why when the Pharisee Nicodemus came to Jesus by night. Đó là lý do mà khi mà ông Pharisee Nicodem đã đến với Chúa trong ban đêm. I want you to catch me what I'm about to say. Tôi muốn quý vị nghe cái sự then chốt ở chỗ này. Jesus says to him, Chúa nói với ông ta rằng, unless a man be born of the water and of the spirit, he cannot enter heaven, right? Nếu một người không John 3 if you want to look it up. Không sinh lại bởi nước và Đức Thánh Linh thì sẽ không nào được bước vào Đức Trời. When my wife was pregnant, khi bà xã tôi có bầu, I remember the thing that the doctor is always asking when to know when the baby is coming. Cái điều mà ông bác sĩ luôn luôn nhắc cho tôi biết cái dấu hiệu mà em bé sắp sinh ra. It's pain, one. Thứ nhất, đau đớn. But the key is the baby is going to come right now is when the water breaks. Em bé tới là khi mà vỡ nước ối. So every person, mỗi người chúng ta has to be born of the water. Chúng ta phải sinh ra trong nước. When your mom's belly broke the water, khi mà trong bụng mẹ của quý vị đã cái nước ối đã vỡ ra. You were born. Quý vị đã được sinh ra. But look at here. Mà có chỗ này nè. Your flesh was born. Xác thịt của vị đã sang sinh ra trước. First, trước. But when you become born again, nhưng mà khi chúng ta được tái sinh, the Bible says, Kinh Thánh nói rằng, when Rebecca was pregnant, khi mà Rebecca có bầu, it said that the elder will serve the younger. Cái người lớn sẽ phục vụ người trẻ. Esau, who was the firstborn, will serve the secondborn Jacob. Esau là người trưởng nam sẽ phục vụ em của mình là đứa thứ hai. It was symbolic. Đây là cái sự biểu tượng cho. It represented that the spirit man, where the promise comes through, which was Jacob. Nghĩa là cái lời hứa sẽ đi qua người con thứ nhì đó là Jacob. Where Jacob from him came the promise of 12 tribes. Đó, từ Jacob đã ra 12 chi phái đúng không quý vị? Yes. 12 chi phái đúng không? Where God promised Abraham, you will see your descendants like the stars. Khi mà Chúa hứa Abraham mà chúng ta thấy thấy là như là sao trên trời dưới biển. Help me now. Nghe quý vị nghe nhớ chưa? And so because Jacob was the second born. Bởi vì Jacob là đứa con trên thứ hai. He was the younger. Anh ta là người trẻ tuổi but hơn. But yet the elder. Nhưng mà con người trẻ lớn had to serve him. Nhưng người lớn tuổi phải phục vụ người trẻ tuổi. And so from Genesis. Như vậy từ trong sáng thế ký. We jump to Jesus. Chúng ta nhảy tới Chúa Giêsu. When Jesus told Nicodemus. Khi mà Chúa Giêsu nói với Nicodem. That a man had to be born of the water and of the spirit. Như vậy thì phải sinh bởi nước và bởi Đức Thánh Linh. You were born. Quý vị đã được sinh ra from your mother's belly, which is the flesh. Từ bụng mẹ là về xác thịt. But when you were born again, nhưng mà khi quý vị được tái sinh, you are born again, man. Nhưng quý vị là được cái người được tạo nên mới một tái sinh mới. Is younger than your fleshly man. Còn cái người mà tới tái sinh đó thì trẻ tuổi hơn cái người mà được sinh ra từ bụng mẹ. And so God wanted your spiritual man. Nhưng mà Chúa muốn cái người thuộc linh của quý vị to rule over your fleshly man. Phải cai trị trên cái người xác thịt của quý vị chứ. That's why you had to be born again. It represents that your spirit man is now going to control your fleshly man. This thing. Đó là cái lý do chúng ta phải tái sinh, bởi vì khi chúng ta tái sinh thì cái người thuộc linh của chúng ta mới cai trị được cái người xác thịt này của chúng ta. So in the book of Genesis. Như vậy trong sáng thế ký kia, God already knew what he was going to say in the book of John. Chúa đã biết được cái điều mà Ngài sẽ nói trong sách Giăng rồi quý vị ơi. Because every man has to be born of the water. Bởi vì mọi người phải sinh ra bởi nước. Because when your mother's belly broke the water, bởi vì khi mẹ của quý vị đã vỡ nước ối,
You know what they say, right? Quý vị biết người ta nói gì không? Once that water breaks, you can't hold the baby back. Quý vị ơi, khi mà nước ối nó vỡ rồi, giữ em bé trong bụng không được nữa đâu. Because here he comes. Bây giờ nó tới đây, sẵn sàng chưa? Ready or not, here he comes. Sẵn sàng chưa? Nó sẽ tới liền bây giờ đây nè. See, when you become born again, nhưng mà khi mà chúng ta được tái sinh, that spirit man is younger. Cái người because you had a later birthday. Thì phải chúng ta, cái người đó sinh năm một cái ngày sau. So the younger man, những cái người trẻ tuổi hơn, has to rule the elder, phải cai trị trên cái người, which is your flesh. Đó là xác thịt của mình. That's why we should never get mad at sinners. Đó là chúng ta đừng có bực bội, đừng có những người mà non-believers, những người mà chưa có niềm tin. You know why? Quý vị biết tại sao không? Because they got no spirit man to help them rule their flesh. Bởi vì quý vị họ đâu có một cái người thuộc linh để cai trị cái người xác thịt của họ được. I'm helping you. Tôi giúp đỡ quý vị. So what is the answer? Như vậy cái câu trả lời là cái gì? Câu giải đáp là gì? The answer is Jesus Christ. Cái giải đáp duy nhất là Chúa Jesus Christ. The Holy Spirit. Đức Thánh Linh của chúng ta. You need the Holy Spirit to guide you. Chúng ta ơi, quý vị ơi, chúng ta cần Đức Thánh Linh để cai trị. You need the Holy Spirit to rule you. Để Chúa Thánh Linh phải cầm quyền để sống chúng ta. Because the more you are led by the Holy Spirit. Bởi vì khi chúng ta để cho Đức Thánh Linh chúng ta cai trị chúng ta. The more you lift up your hands, which is the Word, which is like Moses. Khi mà chúng ta giơ tay lên giống như Môi-se, chúng ta nâng cao lên lời của Đức Chúa Trời. The more you deny yourself. Khi mà chúng ta đã khước từ cái xác thịt của mình. The Bible says that if you are following me, you have to deny. Jesus said you have to deny yourself and pick up the cross. Cái thánh nói rằng, Jesus nói, cái ai mà muốn theo ta phải khước từ xác thịt của mình that và đi theo ta. That means the things that you desire in your flesh has to die. Những cái gì mà cái sự ham muốn của xác thịt của các con đó phải chết đi. But how can the flesh overcome the flesh? Như vậy làm sao mà xác thịt thắng được xác thịt được? It cannot. Không được. That's why the spirit who is stronger has to overcome. Bởi vì đó là lý do mà cái người thuộc linh mạnh hơn phải đắc thắng được cái người. That's why you have to have the Holy Spirit in your life every day. Đó là lý do chúng ta phải mời Đức Thánh Linh vào trong đời sống chúng ta hàng ngày. Doesn't matter how gifted you are. Không phải là chúng ta cái ân tứ chúng ta tràn đầy chừng nào. You will lose to Amalek. Chúng ta sẽ thất bại Amalek. You will lose to Amalek. Chúng ta sẽ thất bại Amalek without the Holy Spirit. Nếu chúng ta không có Đức Thánh Linh của Ngài. Without being led of the Holy Spirit. Nếu mà chúng ta không được sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh Ngài. What does Galatians 5 say? Galatians đoạn 5 nói gì? It says walk by the Spirit so that you won't fulfill the lust of your flesh. Hãy bước đi Đức Thánh Linh để chúng ta không có làm trọn sự ham muốn của xác thịt. For the flesh lusts against the Spirit. Bởi vì xác thịt ham muốn những điều gì nghịch cùng. And the spirit against the flesh. Nghịch cùng thánh linh và thánh linh nghịch cùng xác thịt. And they are contrary to one another. Nó mâu thuẫn với nhau. Contrary. Mâu thuẫn lại. So you do not do the things that you wish anymore. Để chúng ta không làm những cái điều chúng ta thường muốn làm nữa. But if you are led by the Spirit, you're not under the law of sin. Khi chúng ta được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh, không phải hướng dẫn bởi sự đòi hỏi của xác thịt. It's time. Quý vị ơi, đến thời rồi. That this region, cái vùng này của quý vị. Many years of prayer. Nhiều năm đã được cầu nguyện rồi. Many years of đại hội. Nhiều năm của những cái conference rồi. 40 năm rồi. 40 years. And some of you been to all of. Có một số quý vị đã hiện diện tất cả. Amen. 40 năm phải không? Amen không? You wouldn't miss. Quý vị không có bỏ ngày nào hết. But I'm going to ask you a question. Nhưng mà tôi hỏi quý vị câu hỏi này. Is Amalek warring against your next generation? Quý vị ơi, Amalek có đang chiến đấu với cái thế hệ nối quý vị không? Is your next generation winning? Cái thế hệ kế của quý vị nó đang đắc thắng không? I travel as much as I do. Khi mà tôi đi đây đi đó nhiều như tôi đi. Especially among Vietnamese. Nhất là giữa người Việt Nam của chúng ta. I see that our next generation is losing. Tôi rất tiếc mà nói rằng cái thế hệ kế của chúng ta đang thất bại. They don't find church all that fun. Họ không thấy có gì thu hút trong nhà thờ. They don't find God all that cool. Họ không thấy cái gì hấp dẫn trong Đức Chúa Trời. And so the world calls them. Như vậy thế giới kêu gọi họ. Because Amalek got cool stuff. Bởi vì xác thịt Amalek có những cái chuyện rất khoái hơn. He got some cool stuff.
thì cái đồ nó hấp dẫn thiệt. In our church, nhưng mà hội thánh của chúng ta, we got no stuff. Chúng ta chẳng có gì hết. What's so cool about that? Chẳng có gì mà tốt đẹp về nhà thờ. It's because all we have is words. Tất cả chúng ta có chỉ vỏn vẹn trong lời thôi. And what we say. Và những cái điều chúng ta nói. But there's no demonstration of the presence không, of God. Chúng ta không có gì biểu lộ quyền năng của Đức Chúa Trời trong đời sống hết. You might have heard me tell you this story before. Có thể quý vị đã nghe tôi kể cái chuyện này rồi. But when my youngest daughter was 1 year old. Khi con gái út tôi mới có 1 tuổi. If you know anything about babies, their fingernails are very sharp. Nếu quý vị biết gì về em bé đó, cái móng tay của nó rất là bén. It's like paper, but it's real sharp. Nó mỏng như giấy nhưng mà nó rất là bén. I was getting ready for church. Tôi nhớ một ngày nọ tôi đang chuẩn bị đi nhà thờ. I was holding her. Tôi đang bồng nó. And she accidentally grabbed my eyeball with her fingernail. nó bấu cái tròng mắt của tôi. And her fingernail cut my eye. Cái móng tay của nó cắt cái móng của mày. I knew it was instant. I knew. Ngay khi nó xảy ra, tôi biết ngay. I just went ah. Tôi nói ouch. I told my wife, I said, you got to take me to the hospital right now. Tôi nói rằng em ơi, em phải dẫn tôi em để anh tới đây bệnh viện. And she was getting ready for church. Thì bà ta lúc đó đang chuẩn bị đi nhà thờ. And she said, what happened? Bà ta hỏi chuyện gì xảy ra vậy? I told her. Tôi kể cho bà biết. And my 4-year-old daughter at the time, my middle daughter. Thì lúc đó thì cái đứa con giữa của tôi lúc đó 4 tuổi. She heard this whole thing. Nó nghe cả cái chuyện này and xảy I ra. I couldn't open my eye and I just felt literal like on fire of my left eye. Mắt tôi mở không ra và tôi thấy như là cái mắt của mình đang bị đốt vậy đó. She said, "Daddy, come here." Con tôi nói con gái giữa tôi nói ba ơi tới đây. Bend down. Bà cúi xuống. Where does it hurt? Con hỏi là bảo ba ơi chỗ đau chỗ nào? Let me pray for you. Nó nói ba ơi để cho con cầu nguyện cho ba đi. So she put her hand on my eye. Nó đặt tay trên con mắt của tôi. 4 years old. 4 tuổi nha. And just about she said, "What do I say?" Nó nói ba ơi, con cầu nguyện sao đây? And I said, "In the name of Jesus, heal my daddy's eye." Trong danh Jesus Christ ngài chữa bệnh mắt của ba con. And I couldn't open my eye. Mà tôi mở mắt tôi không ra. And she just says, "In the name of Jesus, heal my daddy's eye now." Trong danh Jesus Christ ngài cho ba con lành ngay bây giờ. Instantly, I opened my eye. Ngay từ lập tức tôi mở mắt ra. And then she says, "Daddy, is it better?" Nó hỏi tôi liền, ba ơi. And I looked in the mirror. Tôi ngó trong gương. I said, "No, it's still red and it still hurts." Nó còn đỏ, nó cũng còn nhức lắm. I said, "Come here." Nó nói, tới đây lần nữa. Bend down. Cúi xuống. I'm gonna pray for you. Con cầu nguyện cho ba lần nữa. Okay. She put her hand on my eye. Để tôi. And I said, "Okay, this is what you said." She goes, "I know." Nó còn biết rồi. Just like kids, right? They always think they know everything. Con nít mà, biết rồi. She said, "In the name of Jesus, heal my daddy's eye." Trong danh Jesus Christ, ngài chữa lành mắt ba tôi. My eye became white again, no tự nhiên pain. Mắt tôi đỏ, I got my clothes on. We went to church. Lành hẳn, chúng tôi bằng áo đồ vô đi nhà thờ. But you say, you know, mục sư, but you're a pastor. You're supposed to do that. Mục sư mà con mục sư mà nó phải làm như vậy chứ. But I know some pastors that don't do that. Nhưng quý vị ơi, rất tiếc à. Tôi biết một số mục sư chẳng làm điều đó. See, it's not about me. Quý vị ơi, không phải là vì tôi. You know, I was born in Vietnam just like many of you. Tôi được sinh ra ở Việt Nam như một số nhiều quý vị. In Cần Thơ. Anybody here from Cần Thơ? Ở đây, Cần Thơ. Ai ở đây từ Cần Thơ đấy? Michael Ryan. The only white man that's born in Cần Thơ. Người Mỹ trắng đầu tiên sinh ở Cần Thơ. But what I believe is, if we really serve and believe who we serve, mà tôi đều tin chắc rằng nếu mà chúng ta tin về đấng mà chúng ta thật sự phụng sự, then we need, thì chúng ta phải cần, then we need, chúng ta phải cần, then we need, chúng ta phải cần, then we need, thì chúng ta phải cần to have Jesus, chúng ta cần Chúa Jesus Christ. The word Jesus and the word Joshua means Jehovah is salvation. That means Jesus need to come into our flesh and start cutting up some things. Như vậy có nghĩa là Đức Chúa Giêsu Christ phải đến để trong thế và phải làm giải phẫu trong đời sống thắc xì của chúng ta. I say this not to brag about myself. Please understand me. Tôi nói điều này không phải là để tự khoe mình. Xin quý vị hiểu điều đó giùm tôi nghe.
You know, I go on a fast all the time, right? At least once a year. Tôi kiêng ăn mỗi năm ít nhất một lần. And my kids always tempt me. Con tôi thì khi mà tôi muốn làm hungry, đói bụng thì nó đến nó nhử tôi. Say, ooh, daddy. Oh, ba ơi. This steak is so good. Oh, cái beef steak này ngon tuyệt vời. You know, and I was like, ooh. And so I said, Lord, help me. Lord, Chúa ơi, giúp cho con đi. I said, you know, and one day the Lord says, you know, I want you to get them the fast. Chúa nói một lần, Chúa nhắc bây giờ ta muốn con thách nước nó để nó kia ăn nữa. Say, daddy, we can't go without food, we die. Nó bảo, ba ơi, con mà thằng kia ăn gì con chết đó. We die. Con chết liền à. And I said, fine. Nó vậy, okay. For the next 40 days. Trong 40 ngày kế tiếp. No TV. Không được coi TV. No iPad. Không có được cái iPad. No iPod. Không iPod. No internet. Không internet. Oh, we can't do that. We die. Con không được mà chết liền à. You have a choice. Bây giờ các con có sự lựa chọn. You don't want to go eat like me. Nếu mà các con không muốn kiêng ăn như ba. Or you want to not have TV. Nhưng mà hay là con không muốn kiêng không có TV. And what I did was the first time I ever did that, I saw the flesh in my children come. Quý vị ơi, lần đầu tiên tôi làm điều đó thì tôi thấy xác thịt trong con của chúng tôi nổi ra. And they were mean. Răng nanh nó ra. And they were irritable. Nó rất là cáu cấy. But after about a week. Nhưng mà sau một tuần. If you can stand it. Hồi đó thì chúng ta còn chịu đựng nó chút xíu được. I saw the peace of God walk into my home. Nhưng mà tôi thấy được cái sự bình an của Đức Chúa Trời đã hiện diện trong nhà của tôi. What are we willing to give up from our flesh so that we can have life? Quý vị ơi, cái điều gì chúng ta có thể khước từ trong đời sống chúng ta để chúng ta có sự sống? Look, I'm not saying that just for you to clap for me. It's not about me. Quý vị ơi, không, tôi nói điều không để quý vị khen tôi, không phải vì tôi. But I don't want to be raised. I was raised in a Buddhist home. Tôi đã được sinh trưởng trong một nhà Phật giáo. And when I look back to my family. Khi mà tôi nhìn lại quá khứ của đời của my daddy was Chinese. Ba tôi là người Tàu. All the way back to China, they were all Buddhists. Đi vào thế hệ có nhiều người là trong Phật giáo ra. And they all went to hell probably too. Quý vị ơi, nhưng mà rất tiếc là chắc họ đi xuống địa ngục hết rồi. Be it for me that I became a Christian and my generation will be lost. Oh, rất là uổng nếu mà tôi được cứu nhưng mà cái thế hệ của tôi bị hư mất. Think about it. Quý vị ơi, suy nghĩ về điều đó đi. Will you will go to on a fast? Quý vị có sẵn sàng để kiêng cái gì đó không? I'm gonna die. No, you won't. Con chết liền à? Không chết đâu. You will get real skinny, but you won't die. Quý vị sẽ ốm nhưng mà không chết đâu. Will you put your kids on the fast? Quý vị ơi, quý vị dám để cho con cái của quý vị kiêng không? Let me tell you something. Quý vị ơi, tôi thú quý vị cái này nè. When I stop them from using the tablets and the internet, it's tough. Khi mà tôi không cho nó xài những cái đó, khó lắm chứ phải không? They started fighting. Nó bắt đầu arguing, cãi lộn với nhau. But after about a week. Nhưng mà sau một tuần. Heaven. Thiên đàng. What are you willing to give up? Cái điều gì là cái điều của gì quý vị có thể. Let me ask you a question here. Tôi hỏi quý vị cái điều này. If you have children. Quý vị, nếu mà quý vị có con cái. Or grandchildren. Hoặc là có cháu. Are you willing to do something? Quý vị sẵn sàng làm cái điều gì đó? To kill your flesh so that they can live. Để diệt cái xác thịt của mình để chúng nó có thể sống không? Because all they see is your example. Quý vị ơi, bởi vì nó chỉ thấy quý vị thôi. Nó chỉ thấy but pastor, I can't do it. Nhưng mà quý mục sư ơi, khó quá. The Bible says that we can do all things through who? Through nhưng mà Christ. Nói sao? Chúng ta sẽ làm được mọi sự qua ai? Qua Chúa Jesus Christ của chúng ta. Who strengthens us? Đấng cho chúng ta thêm sức. You know what? I don't want Amalek to win. Quý vị ơi, tôi không muốn Amalek thắng trận. Because it's been winning too much. Bởi vì Amalek đã thắng trận nhiều quá rồi. Can we stand? Xin chúng ta cùng đứng lên. I hope this has helped you. Tôi hy vọng rằng cái điều này đã giúp đỡ quý vị. If you didn't understand everything, I hope they recorded it. So nếu mà quý vị không hiểu tất cả thì tôi ước rằng họ đã quay vào quý vị nghe lại. I was throwing a lot of meat out at you today. Tôi cho quý vị ăn những cái chắc thịt chắc đó nghe. Might have to chew on it for a while. Chắc quý vị phải gầm, phải nhai đi nhai lại mới. I'm gonna do an altar call tonight. Tôi sẽ có một sự kêu gọi buổi tối hôm nay. There are some of you that have been coming to conference year in and year out. Có một số quý vị có thể đi cái hội đồng này qua hội đồng kia. You listen to some good messages. Quý vị nghe rất là nhiều cái bài giảng hấp dẫn. Good singing. Có nhiều cái bài hát
quá tuyệt vời. Met some good people. Chúng ta gặp những người rất là tốt. There are some of you that got married because you met your future wife here. Có thể một số quý vị đã cưới nhau vì quý vị gặp những người đó trong những cái conference này. Those things are good. Những cái điều đó rất là tốt. Those things are good. Cái điều đó rất là tốt. But you come to conference. Nhưng mà quý vị đến trong những cái hội đồng như vậy. And it's great to meet people. Rất là tốt để gặp những người này hoặc người it's kia. Great to have fellowship. Rất là tốt để chúng ta có sự thông công but với if nhau. You go from here, nhưng mà cái việc là chúng ta đi từ đây từ đâu. And spend all your money. Để chúng quý vị đã xài nhiều tiền. And sleep on some uncomfortable beds. Ngủ trong cái giường không êm ái chút nào. And not be in your home. Không ở trong được cái nhà thoải mái của nhà mình. Receive something from Christ. Nếu mà chúng ta không nhận được gì từ Đức Thánh Linh. You have just came. Như vậy thì quý vị chỉ đến to a party. Để mà vui chơi mà thôi. And that was all it is. Nhưng mà đó vẫn vàng chuyện đó thôi sao? And when you're on your way home. Nhưng mà khi quý vị lại về nhà của mình. And you think all is well. Nhưng mà chúng ta nghĩ tất cả mọi sự tốt đẹp. Amalek is waiting at your front door. Quý vị ơi, Amalek đang đợi trong nhà của quý vị đó. Ready to fight you. Để sẵn sàng chiến đấu với quý vị. Để mà and fight you. And fight you. Để mà chiến đấu với quý vị lặp đi lặp lại như vậy. And fight you. Và lặp lại lần nữa. Can we just play something. Heavenly Father, Cha thi thiện của chúng con ơi, I ask Holy Spirit that you take control of this room right Chúa ơi, now. Chúng con xin Ngài lấy lại sự cầm quyền trong phòng này ngay bây giờ. And that God, you begin to move. Ngài sẽ bắt đầu vận hành trong phòng that này. That you begin to move right now. Ở Chúa ơi, xin Ngài vận hành trong phòng này God ngay bây giờ. God begin to move upon each and every person's heart. Ở Chúa ơi, xin Ngài vận hành trong lòng của mỗi người trong chúng phòng này. In the name of Jesus Christ. Trong danh Jesus Christ của chúng con ngài. God, every mind. Trong tất cả những trí tuệ ở đây, Chúa ơi. That is not being able to focus upon you. Không có thể tập trung được vào chính Ngài. Begin to focus right now. Ôi Chúa ơi, xin Ngài giúp đỡ cho họ để họ tập trung cho Ngài. In the name of Jesus Christ. Trong danh Jesus Christ của chúng con. Holy Spirit, we welcome you. Ôi Đức Thánh Linh ơi, chúng con mời Ngài đến chúng con. We welcome you. Chúng con chào đón Ngài. Come on. We welcome you. Ôi Chúa ơi, chúng con chào đón Ngài. Open your mouth and begin to pray. Ôi Chúa ơi, chúng ta ơi, chúng ta mở miệng ra ca ngợi Chúa đi, chúc tụng danh Chúa chúng ta đi. Come on. Ôi quý vị ơi, bắt đầu đi, thờ phượng Chúa đi, chúc tụng chúng ta đi. Come on, come on, pray. Chúng ta cầu nguyện với Chúa. Come on, pray. Cầu nguyện cho Chúa. Jesus, Lord Jesus. Lord Jesus. Jesus, come, help me, Lord. I know that I'm weak, but God, that I know, God, that you can help me and strengthen me to do all things. Lord, tonight, God, I have to have a touch from you. God, touch me tonight. Don't let me leave the same. Jesus. We're going to open the altars. If you feel led to come to the altar tonight, I want to invite you, especially the young generation. Những cái thế hệ trẻ, nếu mà chúng ta muốn đến đây, các bạn trẻ, các bạn đến đây đi. If you want to have a touch of God tonight, I just want you to begin to move forward. Nếu mà chúng ta muốn được Chúa đụng chạm đến đời sống của chúng ta, chúng ta đến phía trước ở đây đi, để Chúa sẽ đụng chạm đến đời sống của chúng ta. Nếu mà quý vị muốn đi, đừng có ngó quanh đi. Hãy đến đây, hãy đến trước mặt đây. Đừng có ngó chung quanh làm cái gì. Just come. Đến đây đi quý vị ơi, tìm sự chỉ dẫn của Chúa. Come on, young people. Các bạn trẻ ơi, xin đến đây đi. You want a taste of Jesus? Come. Come, đến để nghe nếm được sự tốt đã lành của Chúa ở đây, Chúa ơi. Come on, come on. If you need prayer tonight, I want you to just come. Nếu mà chúng ta quý vị cần sự cầu nguyện, xin quý vị đến đây hôm nay. I want a touch from you. Ôi Chúa ơi, tối hôm nay con cần sự đụng chạm đến từ Ngài, Chúa ơi. Come on, that's it. Just come. Chúa ơi, đến đi, quý vị cần Chúa đến. Just come forward. Đến đây, Chúa ơi. Come on, let's just take a few minutes. If that's you, come forward. We're going to pray for you. Nếu mà ai muốn đến sự đụng chạm đến Chúa, xin quý vị đến đây để Chúa sẽ đụng chạm đến lời đồng cho mình. Come forward. Anybody else? Đến đây đi, đến đây để tìm sự I want to pray for you. Tôi muốn cầu nguyện cho quý vị ở đây. I just want to pray for you. Tôi muốn cầu nguyện cho quý vị ở đây thôi. That you've been struggling. Nếu quý vị đã đang có những sự dày vò. If you just want a touch from God tonight, just come forward. Nếu mà chúng ta cần sự đụng chạm đến sự sống của mình, xin quý vị đến bước lên đến đây đi. That's it, come on. Lên đây đi, đừng ngó quanh làm gì. That's it, come on.
bước lên đây đi. Chúa muốn tụng chạm đến đời sống của mỗi chúng ta. We gotta let the Holy Spirit do what He's supposed to do. Để cho Chúa Thánh Linh làm việc ở đây nên cái Ngài muốn Ngài vận hành trong đời sống của mỗi chúng ta. Đức Chúa Thánh Linh, Đức Chúa Jesus. Anybody else, come forward. Nếu có ai đây muốn được Chúa đụng chạm đến đời sống của mình, chúng ta đến đây đi. Đừng nhìn qua ai hết, đừng ngó ai hết. Come on, just close your eyes and begin to worship. Nhắm mắt lại, mời Chúa đến. Đừng ngó ai.